sáng nhìn nó kiếm cái cuốc đây nè. Cuốc sáng là... mai thề ai luôn. Cuốc này không biết cuốc. Cuốc. Cuốc này chắc ngàn năm luôn. Em nghĩ á, anh cởi áo ra đi thề luôn. Kiếm gạch ống á, chắc chắc ngang là đúng được rồi. Ừ, anh nghĩ kiếm gạch được rồi á. Ừ. Đào ông sáng mai. Cái sáng luôn á. Lâu cho lao động bữa. Lao động khổ sai. Đẹp mập quá rồi. Biết hưởng thụ phết chứ. Biết hưởng thụ phết. Cái cầu này mà xỉn phát là bay xuống ao á. Nhờ. Để đi qua cây cầu đó nữa. Nắng nóng ở đây thì dép rút người ra. Ừ. Con này mất bàn rồi, anh mất hình rồi. Anh đi xuống ăn cơm đã. Ok, ăn đi. Quay. Đâu, xuống đâu? Đây. Dĩ này vừa. Đây. Kê lên nữa. Lộn ra đâu? Lộn, 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 lộn cái. Thái nãy nhắn tin rồi, tụi mày đợi tao đi mới nhậu. Thục dừa á cậu. Ừ. Sao dừa tao? Trẻ, trẻ ngang tâm. Trẻ ngang tâm. Kìa cái dao bự kìa. Ừ. Trẻ ngang tâm hái á. Dừa không? Đẻo không? Chưa. Cắp ở đây để tôi nhóm thang cái. Rồi, đây anh đóng xuống. Đó. Rồi rồi được rồi được rồi được rồi. Đúng lửa lan cái em ơi. Rồi để lên nha. Chết 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 cái dao đâu rồi. Quất thêm cây nữa tâm. Quất thêm cây đây nè. Ừ thịt thịt lạ lạ nó sống á. Từ từ. Quất thêm cây nữa. Từ từ. Muốn rửa cái. Móc dừa cho vợ uống đi. Má anh biết nấu đồ. Ừ chán, cái này nói luôn á cho. Quen tối luôn chết rồi, không cắn cậu cắn ai vậy? Nói quá không cắn cậu có ai vậy? Ừ. Ôi, hôm nào không biết gì đâu. Lăng xăng thế thôi. Để làm cho, cứ làm nó vô mới câu hao dầu em lắm. Muốn cái gì? Muốn than nó hấp dầu. Muốn chiếc gì á? Chiếc bắn dầu. Chiếc sốc có dầu. Cái này không phải chục nữa thôi. Bên trái nha. À, có này em cũng chuẩn bị lắm, Tâm cũng nghiên cứu lắm rồi nè. Ủa anh đào này hả? Ờ, mới đào luôn á. Là chạy vô. Không, để cái nghe nè. Đào cái này mà để cái này được thì tốt. Cái này tưởng tượng dưới á. Giống như kiểu đi mưu sinh ở trong rừng nó bị nặng lắm không ơi. Trong vườn, trong vườn, trong rừng là nặng lắm. Nó ở đây thường thường người ta giận nhau ta chửi đụng mẹ mày đồ thiếu trong rừng. Hồ về á. Có thấy cái bình bị còn dạy cho em mốt nói trong vườn. Cái này dăng cho bà bầu chính là kỹ kỹ chút chứ này. Để gì gãy cái cột rồi chưa có. Không phải gãy mà sợi dây. Không có đâu, cậu nhắc cho. Mà nó còn cậu đóng. Còn cái đó, bà bầu luôn không? Thì lượng hàng nó đỏ cái mình cũng được. Rồi giờ móc vừa cho em uống đi.
cái cây này ngọt không? Dạ, cô mới có bầu nè Tâm. Em cho anh cho tộc chưa. Có bầu nữa hả? Mới có là tối à. Lẹ vậy luôn hả? Sao mày thứ dữ rồi. Phải không mà Thanh? Em cho nó học vừa à. Thanh, mày được á, tao bị hụt chút rồi. Bắt giờ, bắt giờ. Học cho cái dừa rơi vô đầu. Này quay chưa? Này bấm coi chưa? Này bấm chưa? Chưa. Dạ, quay. Nãy quay, nãy giờ. Nãy chạy ngang gặp anh Kết. Mày đứng Kết bể cho nội ơi. Nãy chạy ngang gặp anh Kết đó, anh Kết bệnh rồi. Anh mày leo lên anh. Leo bằng niềm tin à, cao lắm. Sao khi con leo dừa anh đi. Thủ này luôn đi nè. Biết chi không? Không được chặt. Hay. Sợ. Trời không thế chứ, kìa cái đầu. Hiu quá. Dạ, này xài nhà nè. Đúng làm á. Má bể Kết của ta nội ơi. Mày khỏi nó đứng rồi cũng đủ bể rồi. Tâm gỡ này tao. Được đó. Kéo này cho ăn. Thôi được rồi chứ này, bắt ăn đó. Thôi, vậy được rồi. Không đi ghê. Không về con mắt đâu nằm đâu chị nằm ăn nằm sao trái rồi chính ngồi với con là chứ đợi tao tưởng nó cua móng dính trời nó tưởng cua móng dính trời thôi chứ gì tính ngay chạy quánh nước luôn rồi kìa ơi anh ơi thôi anh đỡ thấy kia vừa ghét con mắt Thành đang thui kìa. Hồi đó cụ đá banh á, người ta đội đầu bằng đó, còn đội bằng này không biết được nhiều mắt có gì đâu. Lạnh chưa? Chưa, làm chặt, nhẹ chặt với... đá ra ha. Đi. Để em chạy à. Làm nhẹ với cậu chính cái để dạ, cậu... nãy á. Chính nãy là em với chính đi đám, đi tiệc. Chính nói em mới nói là có mấy người bạn vô, chính mới nghỉ nhậu anh, liền anh, về. Chuỗi tiếp. Anh ơi, chính mũ. Chính là nó xong bữa nay không có cuộc. Giao ngủ. Mấy ông kia đỡ tao lên xuống chợ tao. Quá tâm về này đi á. Mới đi về đó. Bữa tôm nãy rửa rồi có em. Này tao mập. Tao mập. Rồi vô ngồi vô trong. Để ngoài lại đi, cái này xong rồi cũng được luôn rồi chứ mấy đâu. Cái gì đây? Cái đó ai làm á? Ơi, à, cái đó à. Ai ngồi bên kia nướng. Anh nướng nha. Mẹ Tâm làm á à? À cái này xài nhà cái cây trước cửa hả? Rồi bà đem cho bà ngâm luôn hả? Ừ. Ừ. Lắm lên. Ủa. Bịch dê cho nước hả? Tâm được mấy hũ. Hũ ngồi hả? Ừ. Lấy một lát lấy. Đừng đừng hỏi mấy hũ. Thao mua không, mua, mua lấy mấy hũ. chưa ấy mà chưa lạnh mà bỏ lên đá. Thôi bây giờ phải chặt. Ê, chặt cục đá. Sao cầm? Em, vừa ra. Cái gì vậy mệt vậy? Con ông hút không ấy, chặt em cái ống tre kìa. Cho chị hút chặt cái ống tre kìa. Chặt ống tre hả Thành? Kìa. Kìa, đóng ở đây nè. Anh cầm đấy, anh cầm cái này. Kìa, đúng. Đúng. Chặt cái nhánh là cái lỗ bự mà chặt cái ống. Ừ, vừa ngọt quá. Cái đó cây nãy mày cầm ở trên đó. Vừa ngọt á. Đó nước á. Ừ, cái đó không được.
Nó chặt non quá, nó không có lỗ. Cái đó gì vậy Tâm? Hả? Cái gì vậy? Chà bông. Lâm cái. Ủa 5 triệu đi nãy giờ chưa tới nữa trời. Ai? 5 triệu thì gọi mà. Vậy chứ? Trời ơi, con còn một đống trái cây mua 5 để cái đâu ta, bịch nuôi ớt nãy bỏ đây rồi. Để nướng ấy á. Không để chấm hả? Chấm gì phải lấy muối khác rồi. Lấy thêm muối đi Tâm. Bỏ. Tâm, ủa thằng Thành, mày không chặt cái sống đó mày vuốt cái mày chọt đó. Nó có lỗ chứ không? Ui, tái ra. Đâu? Cái sống dừa nè. Có lỗ. Cái này nhỏ quá, cái bự bự á. Cái này nè Thành, cái này nè. Cái này nè. Chặt khúc dưới chú á. Nó khô khô rồi nè. Ừ, nhánh nó đó. Nhánh nó, nó khô khô rồi đó. Này để dành hút chân trâu á. Trà sữa. Lấy cái này chọn luôn. Có lo không? Cái này hả? Có lo không? Nếu này chọc kìa. Không lấy muối hả? Không muối đâu, vậy không lấy muối thì nướng này không có nướng nướng muối hết à? Không em với Trang tính rồi nướng ấy á. Ngồi cũng ở ngồi á. Muối ớt nãy tao lấy vô đó. Thì đó. Con cũng vậy một trái ghê. Dạ nó có con kìa, ba ổng lửa đó vậy. Ai ăn tận lấy chứ đâu. Đó mày, vừa đó mày. À, Thành, lấy dao rửa chặt cục đá luôn Thành. Nói với ông Thái là không có anh Thái ở đây, tạm làm luôn. Có ông Thái về dẹp nghỉ nhà. Chị có cái ly kìa, ly bia kìa. Người thảo đây. Không, của anh á. Ly bia đó thì chỉ gót ở đây làm. Lấy ly thêm. Thổi đi, hóp gì luôn đi. Hốt mẹ cho nó ngon. Lại đi. Mình xong mà. Đó, của mình á. Đó, vậy nó mới đã. Thôi nhưng mà hút hơi khó. Cái lỗ hơi nhỏ hả? Ui, lỗ bự ra nữa. Được rồi. Đưa ra có mấy phạm. Rồi, bắt. Về đây, về 4 thằng, ta chặt uống cái vừa nó giặt mặt đó. Nó quay bự lắm. Nó nhỏ quá.
Nghĩa là ví dụ như mình đã có ngoài chợ á, buộc lòng mình bán cái này mình làm mồi. Con lá nó cháy như chim trong mà chăm cái mà chạy kịp. Ủa, anh còn gặp trong mày á. À Toàn, thấy cây dao á hả? Thế đó rồi nó cháy trong lẹ. Trời ơi, gốc cười nè. Một lát tụi mày về cho tao ra nướng chết mèo cái năm ơi. Con để đại đi rồi nó cháy cái lá nó cũng là cái than chứ. Thì đó. Lá sạch ở đây, lá sạch không không á. Mày lấy 112 tháng không ai lại đây á, con tầm về đây nó về có tụi mày là có đông á. Với tao đây, tao ngồi cho bàn này tao chết. Sao cái dữ dằn hơn. Ừ, nó lẻ đó. Bỏ vậy. Cái thằng đó rồi. Bỏ lá. Lẻ mà. Hả? Lá dừa rồi. Có thằng chứ hồi nãy nó cái dừa khô á. Lá dừa chuột ăn á. Ăn nó dữ nữa. Tao nói chơi cây nhà lá dừa thì gái chịu dơ đi mày muốn ngồi cặp cái quán nó đâu ra mày. Thầy là trái dữ nè. Cái nội làm hồi khói không à. Lá dừa nè. Coi nó chạy kia tao chạy mày đâu. Rõ chứ. Thang nó không hồi khói rồi mà cái đó hồi khói. Hồi xưa ở đây á Thành. Con cháu nó ở đây đông vui lắm. Bây giờ nó lớn cái nó đi về. Chiến trên nó ở cái trên còn tao còn đây à. Hồi đó tao không đi Sài Gòn ở đâu. Chiến không cần. Tới đâu già rồi đổ mà tao mới quốc về ông ngoại chết tao về tao ở luôn. Chứ hồi xưa cổng nhỏ lớn còn ở đây ở Sài Gòn. Như kẹp trên xe. Có giỏng rồi để có nằm nằm đấy. Vậy vừa mày gọi mày ăn rồi mày ra đó cái vừa thấp. Tại ngồi đây chứ không mày chụp người kia mày nó bò bò mai bẻ. Vừa ngoài kia là ngồi vậy là bẻ. Ngồi bẻ luôn rồi. Khế à? Nhóc kìa. Đó, nguyên một cây kìa. Bạn kia đó. Không có thẳng lại nó hỏi mua cây khế. Tao phải nói vậy nè. Mày mua nhiêu? Bé nó nói tôi mua anh 2 triệu rồi đó ơi. Tao thử đâu nhiều, tao không có tiền, tao bán cho mày gọi này có 2 triệu tao đâu bán. Bây giờ hai. Vậy sao cái gốc tao bự vậy mua 2 triệu. Tao nói thôi bây giờ 20 triệu bán không? Mua không? Nó nói mua, nó không. Đủ, tao nói chơi với mày chứ đủ mày có tao. Nó như người Khmer ông bà tao để lại tao không? Phải chừng nào tao hết tiền á thì mày lại tao bán cho. Bọn này tao không tiền. Tao bán tao có tiền bán chi? Nó mua cái gì cho nó chừng chứ nhà. Đúng rồi nó làm kiểu. Kiện chừng. Còn mình ở đây nó trồng cái để đại cho nó. Mà nó tan. Đây. Thì nó tan thì nó mau hơn. Cho mày không kêu đồ mày bán nó chặt. Cái một cái xuống tới dưới rồi. Mạnh lại răng. Ngày xưa tính nó chặt tá tí chặt ta đâu rồi vậy được rồi đừng có nhiều quá. Ủa thấy có gì đâu rồi vậy đi, ta ngồi cho ngồi chơi đi. Dũng đây nè, không có mày khứa cái nữa đi rồi mày để cái vô kẹt kẹt là cái nào mày uống mày để vô nè. Con lẹ lắm, muốn nước đè lên mày đổ vô đây đi không. Đìa, cái cây là tụt lum chứ mày đìa. Những những có khẹt rồi những cái rồi có luôn cái rồi thì cắt. Chặt ta cho được. Ai da? Nguy hiểm à? Uống rồi cái này hết cho mình để vô. Nó đúng rồi nó vậy là nó sạch nghĩa rồi. Muốn uống nào để vô, lẹ lắm. Bỏ cái đó vô. Cái đó đáng lẽ bây giờ nướng được rồi đó. Thấy chưa? Thấy ở đây cũng sạch nên chưa khó. Chết rồi đây đâu. Có xe không? Nước mắt em tự thấy. Uống đi chén. Thành nè, con nè, chán kìa. Chán bỏ cô. Hả?
giờ nó nghe tao nói gì. Nè bé nè. Hay lửa nó lớn thôi chứ là nhỏ nhất luôn. Nhậu mà quên con đi. Quên đủ luôn. Nó giết mấy kìa. Dùng đó mày bà dùng đó mày. Mày làm mày lần lập hạng á. Ủa mấy cái đó dùng kìa ra đi sang nướng đường rồi đó. Chụp ra mày đi. Nào cháy nó mỏi. Ủa đám mà. Mấy cái đồ hấp tóc mày có cầm được. Nó kẹo đó. Trong con mẹ mình cũng sợ thật. Được rồi trời đất. Mà nó nhắc. Cái vừa nó ra đi chợ. Nó bò rồi đó nghe kép điếu đó. Cái vừa nó làm gì có tan có than đâu. Làm con cấu chứ. Mày mày lấy cái mày không biết tay hả? Mày dám mình? Mày dám không? Các trường hợp đứng gì biết? Chính là nhậu cái tàu ta hoài à. Một thằng Nam, anh Nam mày không thằng hết. Trời ơi trời. Mấy thằng người, mấy thằng người mẹ mà nó xâm mình, nó đụng mẹ mày chết, mày chết liền. Tao bắt mày đúng không? Mẹ cổ đừng thằng á. Đụng tới tao bắt để thương anh là chết. Chết rồi, anh vui dữ thần lắm. Ngồi đây chơi đi chị. Mày kêu trái dừa, lấy trái dừa ngồi đây để. Cái kết kìa, kết bia đó. Hả? Cái kết bia kìa. Mày phải chấm cái mẹ dừa. Hả? Buồn không? Trong không? Mày hơi dài. Cứ ngồi cái đó mình lặt ngồi đây nè. Bầu bia. Con muốn dừa ăn đi. Lặt ngược, lặt cái ấy lại cha. Lặt cái dĩ ngược lại. Tháo lật về cái đó. Ừ đúng rồi. Thì ta cầm vậy đúng rồi. Ta có cái cây ta gài lại không chịu. Quay ngược cái đầu lại. Ừ, là quay nguyên cái luôn. Ừ vậy đó, ngồi trên đó chỗ im im đó. Để trang hả? Cái chỗ đó để dành ta móc lại trên được chứ. Chỗ nào? Dạ, quay lại. Ừ, nó vậy gọi là quay đó. Dạ có anh thầy có bình thường với con đấy. Lá cây vô đầu mà dưa chứ ba trái dừa mà cái đầu phải học thích ba trái không ổn rồi hả có lấy đẹp là tan trong tay nè là cứ mắt có quẹt cái dính than thôi ông ấy nhậu mẫu đi kiếm kiếm ăn trôi 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 nhá trôi trôi cái sạch đi lên đi nghe người ta đồn trên này còn lên xuống nó còn người ta còn lại lên trên nhất nhớ nhá. À, là đổ rồi. Vậy? Không 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 vậy? Khác nữa. Khác. Nước cá. Mời cậu. Ông 13 này nó biết nói gì không? Không mày đâu. Ngồi chứ. Ngồi luôn đi. Đi ra cái nhậu gì để ra cái ấn vậy? Thì dao là chặt trái cây, má. Mày chặt á. Rồi không để hơn có chín chặt hoài. Rồi nè. Thì ngồi dành còn chín á. Ủa sao mà cái gì mà giờ giết qua tao rồi?
Nước dẹp về chứ vừa mới đổ á. Cái cầu sống ăn, ăn được cái xoài muối nó cho chị Loan ăn kìa. Thôi đau bụng á. Cái xoài nó ăn được không? Được, có đúng làm mà. Sợ là làm nhà không có sợ nha, chứ không xịt thuốc gì luôn. Tháo một ngay. Nhưng cái lưng đang thẳng hồi cái này. Xẹo bơ luôn. Rồi ông thẳng. Tao đã tâm bệnh. Tao nhớ tao đâu không. Bệnh tội tao. Để này nhà làm thôi chạy ăn không? Để ăn cửa thôi nữa. Tôi hết. Mẹ. Như vậy là tới rồi. Giờ tới con nhà. Tao muốn rồi. Mẹ con khổ nữa. Lòn có biết ăn này cha đủ hết. Nói như ngon lắm ăn đi. Bà bầu rồi má ăn được kẹo. Lát đem về cha. Con vợ mày mới hôn có bầu rồi hả? Dạ. Mày nói là có bầu rồi đó. Mày lọc thiệt ha. Anh dữ vậy. Nhanh quá trời quá đó. Lửa lắm. Cái đó nó hơi cao không em? Dây á. Dạ. Đó là về biết liền mà. À, con mấy rồi chết. Dạ, nó đặt rồi cái điếu đó thì đâu. Mình lựa lá, cái chuối là vừa. Còn trẻ đâu cây chuối vô đây. Mang trẻ nuôi cho nó dễ đỡ. Sao không được. Mừng hướng tờ bự chuyện cái gì con người còn làm ra được đấy. Mày bay không mày nói nè người ta là tao làm con ga nữa mày nói mày cái này nhỏ nó không làm nữa mày lớn chuyện này không được làm gì anh của à bữa nay em ở trong ngoại em nhậu à em chạy vô nhậu xíu nha dạ anh nói chuyện với cậu chính đúng mày lại chơi chút coi vậy có thành không thành là không có tấn đâu có cậu chết biết ai vậy à, biết tấn đâu rồi nè biến lên nè sát bên nè bơi lại đi bả liền á bả liền á bả hiền có anh toàn nữa à anh hiền có anh toàn về nữa với anh thành với em cậu chính chưa lẹ nha sát bên nè đây nè, băng đường nào đi đi muộn sắt thôi nè, nó lậu đất chính nè, nhưng mà nó lại nó chạy đường vòng. Còn mẹ buôn là bà con á, nhưng mà thế nào? Anh Hiền anh tới cậu chết đây nè, lậu đất chính nè, tới cậu chết không biết, không có bắn vô đâu. Má thằng nói làm biết là ai tên nó bẻ hả bẻ luôn. À. Thấy không anh toàn thấy không tới cậu chính rồi còn biết không có tới vô nó làm tới vậy luôn. Nè, ông tấn bữa nghịch với ông nội này nó là tính quýnh lộn luôn rồi quýnh chiên giảm nhau thôi đúng không vui mà ta là chiên giống như người nông môn linh đây đó à toàn á lại quýnh cái rồi đó là phụ ấy không là nội quýnh nhậu không hả quýnh nhậu không nhậu đó rồi nhậu không lại luôn á chết rồi đây cậu con hả con uống lon xong rồi uống cái tổ chín cái đi lon cái mệt quá con uống lon ông đời thua người trai kìa mà chưa lạnh mà uống vậy bây trời ơi thế nào lạnh nhất là một tiếng nha rồi mặt nghe quen tiên phì luôn á vậy từ từ quá đem vợ không cậu phải thương con mới được chứ chứ nãy thương mà thương dữ chứ không phải thương chứ không phải giống như thừa chết chết mẹ là tinh chặt chứ mắt vô rồi không có hồn mắt tao thấy rồi mà điều mình không phải đâu mình gặp hơn mà điều đó, đó là hồn pháp mà tao tin tưởng mà khi tao có hữu sự là không dám nghe nó hộ pháp nó ở kế bên chính lát cái nó ọt chứ luôn rồi chính chính khui luôn đi chính chính uống này đi chính ngon đi đâu có ổng đâu vậy có này cho chính nè nhà này cao lắm để cho mẹ hấp lưỡi cũng thiếu rồi nhưng mà tại nãy con cũng kêu qua chở thùng để mà lên bây giờ cái này cho vợ thành YouTube nó đã nó có bịch này nè còn cái này còn mua nguyên cái nửa cây à, hồi chút báo này mày kêu nó chở chút báo lại nó không chở làm mấy nó chàng là lại hạnh lắm á kêu bên kia lại ba hỏi không rồi giờ sản xuất lên rồi đủ quen rồi làm sao nó lấy chút báo cho mày rồi vô đến này không
Tường thật mạch còn sao quá. Sao quá cậu ơi. Này toàn con anh nào đánh thằng tiện trên đường cửa hồi xưa nha. Đồ quá gần luôn bà ra. Con đó ăn rồi. Phải nói chung lại nó chín hơn là ổng vô rồi. Còn con ổng á. Ảnh cái nhà thầy quay á. Ổng bụng rồi đó bắn bể bụng bắn với thằng quân gãy một cái thang. Đúng rồi. Đó, ngủ rồi đâu biết ông bà cha mẹ ông hết ông bà. Cố mình xưa. Ông Thanh hồi đó tao dẫn ông đi mua xe, ông sửa xe hồi xưa ông sửa xe. Ông ở chỗ sang thằng gì đâu. Tại vì quay sang là em của ba. Sang mà khéo gì ông lít sao không? Anh Thanh lớn người ta chứ. Nhưng mà đều chơi chung. Ba con. Thì là con Thanh đó. Nó đó. Quá trời. Thì ông nội đó bị bắn với thằng quân thằng thấm á. Trưởng đại Trường Thanh. Trưởng đại Trường Thanh không phải hả? Không phải biết. Thằng Thống ở đó trưởng đại Trường Thanh. Chú biết cái mền mà xưa ông nói vậy. Cái mền đó vậy con vẫn còn đắp. Rồi. Rồi. Xe hay lắm. Sửa gàng vậy luôn. Còn mẹ nó đẹp đáy lắm à. Mẹ nó đẹp đáy lắm à. Ngồi vậy quen ngủ cá nữa đi. Ủa quá gần đi gọi người quen gì? Gần luôn á. Gọi là quá gần chứ không có cái mà quen nữa. Hồi đó tao đi nhậu, đi xuống dưới dữ lắm á chị. Đồng Châu, chị nghe nè. Chị uống với Trang ơi, Trang uống được lắm. Đó, còn nhiều đứa chạy đó chị. Tao mua cái người đó, rồi nó người Khmer mà người ta đi nước ngoài, người ta về, tao bán. Ở có nhiêu vậy, nãy giờ nói gần bán là 3 chỉ. Đúng rồi, khen là. Mấy tao đi nhậu gì là xỉnh xỉnh cái mua, lọt vào bán. Trang hết luôn đi. Vào không có đi tiệm gì hết trơn. Nó có nhiêu tiệm, hết luôn, mới có sức để nướng. Tao lộn. 3 chỉ thì mình nói ví dụ gì đi. Tao lấy về. Không ảnh, tôi mua quà nè, không lấy nhiều. Thôi, mày mua nhiều, ai biết mua cái. Hồi xưa cái mặt dạng bà nãy biết quét mà. Mặt nó tươi à, tôi đúng. Bà nãy biết quét, biết kêu ông vô rồi. Tao là gành chính hơn. Biết nãy kêu vô rồi. Chính hơn cái mục. Gành chứ không có kêu bằng đó. Mà lâu rồi, không có chơi với nhau nghe. Ba mày gành tao luôn á. Con ảnh đường giữa, kế nhau thành nhanh. Hồi xưa là ở bên kia nghe, hồi đó ba mày sửa xe, chứ chưa phải cái hàng tiện. Rồi sau này mấy hàng tiện chậm rồi bắt đầu mới khá giả. Hồi đó còn mèo, hồi đó chưa có mèo. Rồi mấy đi qua mua đường giữa, mà không hay lắm, không gọi lắm á. Ủa con anh gần quá. Quá gần. Tôi kêu bằng gành gốc gác luôn. Thì tao nói ông nội mày bị bắn thằng thống bắn tao còn biết mà. Nó lội ngang ở chỗ xong cần nó lội qua nó bắn rồi nó lội thằng về đó. Ôi. Bắt xong rồi. Mẹ tao chứ không tao. Chụp gỡ chân thái. Chà chân nóng mặt dữ lắm à. Hồi đó tao ở đây mà không chịu làm không. Tao nói rồi mà. Tao nói rồi mà Thái mà chính là nhỏ lớn chứ nó chợ chứ đâu. Thái mà tại sao ông già tao mới về đây đó. Chú ở đâu? Nhỏ lớn tao. Hai căn nhà của ông kia nổ nhà tao. Cái điển à? Rồi à. Ông kia nông á. Dạ. Ông nội mày rồi chưa? Ở đó chứ, ở dưới đường không có chứ đâu. Nhà vẫn ở đó mà. Hồi đó nhà tao đó đó. Ơi, tôi nhớ chết rồi. Mà đó con cầm ôm chai rượu đi mua rượu cho ông nội. Trời ơi, chưa rồi. Còn nhớ chết ra, còn nhớ mặt. Ở luôn á. Nó nhỏ. Thằng Long Lé, thằng gòm chứ nó mập lúc. Thay già. Dạ. Ai đánh nó chạy kêu tao. Dễ thương. Tao đi dẫn nó về. Cái tuổi ba hai quên ba hai mà học sinh. Ai đi đánh đâu cần biết. Mang qua năng lý nó đi đem nó về dùng bát thôi hết con. Cái tuổi con Thái là phụ quên thì mình mà học sinh. Nói vậy rồi, hồi đó thì biết á, hồi đó tao nó đang chơi rồi chứ không cô tao là học sinh nhưng mà hả? Bữa tao lấy nó ngoài thân thân ba gan là của cụ bà của ông thằng đó biết quá má. Thôi xưa giờ chưa thầy như thầy tốt rồi. Con bà thầy lại cũng mất cha bà già lắm. Rồi đó cha mẹ nó làm kiếm tiền khoảng 1 tỷ không cấy gì mà lẹ. Tao hả? Cấy vô. Thằng nó không có giá nào. Cũng như mày vậy, mày có chơi có thất bại gì đó, mẹ mày qua mượn chín thôi, cũng vậy cũng dùng con. Tao lại tao quát ra gì? Mấy gì đó không dám đụng á. Ủa ông bà cũng hết trơn luôn hả? Không có hết rồi. Chưa cho vợ với vợ của con. Không có chút xíu. Thằng Nguyên là đó một bé mà mày thấy không? Mày nhớ mày Nguyên không? Nhớ trong này nè, chỗ này nè.
Giá nhẹ có nước, nước vậy đó, đúng rồi. Có nước nó mới lạnh được. Ta không có muốn lấy nước ấy rồi để cái chỗ nước. Không có đâu, tọ hồi nó lạc lạc chấm mới ớt mới ngon. Không mình đổ nước đâu có thấm đâu. Không có thấm được đâu. Có bỏ một ngọt coi, đừng bỏ nữa. Anh chỉ cho nè. Ông cãi một hồi là không có bữa ớt để chấm ăn luôn á. Biết sao? Có bụi lông. Bụi mày nha. Tôi ăn bốn lông ông nội. Nước lông mày. Rồi bỏ muối vô nó nổ. Vậy là đúng không lông chan phải không? Ngay nước chan. Mày mày suối nữa. Suối nữa. Bốn con lông thằng nào bà ưa hỏi hỏi á. Làm bấm. Người ta làm gì hết trơn. Ông đứng giữa có vừa còn cái vừa còn á. Biết rồi xưa tưởng đâu này ở đây không ngoại vô vô. Đó là cái thật chịu tình kết chơi. Biết không? Có con nhỏ lâu ra quay đầu trở lại rồi. Vậy ơi. Lúc đó là trai mà hả? Bây giờ đỡ lại. Bây giờ đẹp trai lắm. Đẹp trai nhiều đẹp. Đẹp trai nhiều bây giờ đỡ lại rồi. Đẹp trai nhiều. Con đi đi con học hỏi. Biết đẹp trai lại rồi. Con nghĩ đâu về con hướng thân hết đó. À ăn chưa đây để không hả? Lạnh là chưa lạnh. Bữa đang báo vừa nói với thằng chú mày rằng nãy thằng gì? Đang hồi trang trang trẻ. Trang rồi còn thằng nhỏ nữa mày. Bông cũng bông là nhau, bông là giữa để cho nhàng là nhỏ nhất, nước ít hơn luôn á. Bà tại đâu biết không? Tao còn cay đắng nữa nữa không? Còn bông nữa không? Ừ, thì dễ. Tao nói chơi vậy thôi. Xem đường đối phương. Hỏi giờ em đây em ra sảnh ra nào sảnh đưa nó về đàng hoàng mà. Cậu đi kêu cậu đi cho dễ. Dễ đâu biết không? Trời ơi, còn hỏi, không biết nữa đó. Hỏi Tâm nè, bữa ông thầy sẵn cái nào không chở ông về mà. Bữa nó kia em vô đây bước thấy không? Đi. Sao mới được đỡ? Trên những cái mũi chân này. Cậu gà cấy con dọn thành cái nè. Vô ruộng, vô vườn. Cái vùng này hồi đó nó dùng với cậu. Cậu mới trốn về đây còn ở đây nè. Hết bữa nào gà kèo qua nhà vô nhà chí á. Giờ nhà. Nó cho mày qua mới sợ rồi. Không cho mày, nói một tiếng cho, không cho. Giờ cái vườn của ta là để dành. Cái gì? Mới giờ mới cầm cái làm cái gì đó, cái cúp bơ. Gì vậy mất thái, gì mất khỏi gì đó là nó không cho vô đâu. Cầm nó nốt. Đi cổng lại đi rồi người ta ấy nữa. Tâm nghe nó lên nó chồng gì hay chưa hết mà nó khui lên thì gắn chịu. Không. Bây giờ đủ cắt rồi chắc cây nó chưa. Có thể. Còn thấy con đen. Ông bả chắc cây nhiều lắm. Để nói nó chơi. Mất công hạt. Hồi mận. Đi đâu? Ở đâu? Thì vườn ai chế chỗ kia đó nhà em ờ, qua ngã tư chạy lại chút xíu có cái vườn chưa đã lắm vườn coi mày làm sao mà mày gặp vợ mày gặp trên mạng để đâu đi xin chơi game đâu đâu đi xin thấy Nguyên chơi game rồi đó con ở đâu mà con vô đây con gặp thấy Nguyên là trên mạng đó rồi con đi đứt đứt cái gì người ta ba đứt đứt con hẳn là tao biết rồi ba cưới rồi không nói sao này đàng hoàng mà đàng hoàng nhất cũng lộn xộn mà chết nó vợ cậu đẹp không vợ cậu á đẹp đại đi con ốc hả ốc ốc á ốc ở đây là có ốc này ốc này thích ốc ốc vuốt lá dừa chạy vuốt lá dừa lấy cái cỏ tâm làm gì ăn không được không thầy ơi ta lấy dĩa nó lấy một nỗi rồi ăn uống không hết túm về Trang á vô đi Trang ơi với điện này nè con để đại luôn ha bắt đi à đứa nào mà đủ cái chú điện không có cá tao cậu đầu tao ở đây cây nhà lá dừa không mà dám con không có dám bởi vậy nói con này đúng á cậu ơi con không dám thất lễ bà chính để xin vô đây thấy không sợ sợ nó ủa cậu dặn ơi cậu chú anh nè mở vô bọc luôn mở cái này nó mới vô lần đầu nó vô trong cái bọc luôn mình lẫn lên cậu tránh con vợ đặng lo cho cậu ăn nhậu xí sấm con vợ rồi tối nay no rồi chết chắc luôn bữa nay tao gửi trả bài chưa tối nay nghỉ nha chưa có cái đồ lẻ chưa chừng nào không thuộc hết mà không có thuộc bài mày chơi quốc đi tự nhiên đi ở nhà nó vườn không ạ sắp nó chết đây chứ hả nó chết thôi ăn đi bà nó ăn đi nó đang ăn đó ủa còn chém được rồi vậy còn nhiều lắm nè thôi khỏi đi lo nhặt ăn đi ăn thoải mái đi cậu ơi cậu cho bọn nước con ấy cậu ơi cậu còn còn nắm được rồi dạ khỏi cái được
ở đây có gì xảy đó là nội đây. Ok đi. Bánh đem vào đây. Ừ. Đi vào. Có bị bỏ ra một ít tay cái má. Có gì nhiệm vụ. Không có trách. Tam bỏ bỏ trời. Ông dặn nè. Dạ. Ông bác nhập viện. Mở mày đi thôi. Chứ không phải là bỏ cái thứ đi. Dạ. Thôi giờ đi đi. Thôi để bệnh đi. Tao làm gì mày thấy tội không? Vậy mang đi, hỏi năng cái vỏ cho. Dạ được. Ba mẹ làm. Một ngày kiếm còn đóng kiếm ăn nói. Bán học. Học vậy tất cả vô tao. Cái này với cây gì? Trời ơi, đã người ta không nổi mày nhép vô nữa. Không cứ bỏ vô lại đi. Cho nó thoải mái, không sao đâu. Thôi nè, đây. Đưa cái đó vào đây. Không có vô đừng sợ. Cái địa nhóc nè con xuống bắt đi. Không bù nữa, không bù nữa. Nhóc con á. Cái địa là địa sạch chứ không phải địa dơ. Địa này, địa này nó phải địa cầu tiêu đâu mà dơ. Đâu có. Đừng có thấy cái đó tưởng cầu tiêu. Trời ơi, đó nhậu đó không á. Cầu tiêu bên kia kìa. Cái chỗ đó ai mạnh lắm mới lên đó nha. Tại vì lên đó là rút cái giá ra rồi cho xuống không có ai lội lên. Đó thường kêu bằng thượng đài. Rồi thằng nào không xong cho hạ đài.